OK, chào mừng anh chị em đến với video nhận định về cổ phiếu tiềm năng của mình trong ngày mùng 7 tháng 7 nha anh chị. Và cổ phiếu ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến anh chị một cổ phiếu mà chúng ta có thể mua được ngay, đó là cổ phiếu GX của công ty cổ phần tập đoàn Goldex nha anh chị. Công ty này, công ty này thì nó hoạt động trong đa ngành, nhưng mà ngành chúng ta chủ yếu biết đến hay là ngành trọng điểm của công ty sẽ là ngành mà liên quan đến xây dựng, lắp ráp và thi công về lĩnh vực điện nha anh chị thì để ủng hộ video ngày hôm nay thì anh chị hãy để lại cho em những lượt like hay là những nút đăng ký kênh anh chị. Đầu tiên thì chúng ta thấy là GX đang được đồn đoán về kết quả kinh doanh lợi nhuận quý 2 tương đối là tốt với những cái mức tăng trưởng 225% so với cùng kỳ năm 2023 nha anh chị. Ngoài ra thì cái mức lợi nhuận thực tế được đồn đoán hay là hạch toán là những mức lợi nhuận 1050 tỷ đồng anh chị thì đây cũng là một mức lợi nhuận tương đối là lớn trong khi chúng ta thấy là quý 1 năm 2024 thì công ty này nó còn bị âm 20 tỷ anh chị thì chúng ta thấy ở trên đồ thị thì ở trong những giai đoạn trước thì chúng ta thấy GX cũng vận động cũng không mấy là tích cực anh chị thì nó cũng kiểu là đi những dao động biên tích lũy thôi nó chưa có sự tăng trưởng hay là có sự bức phá mạnh mẽ thì nó cũng rất là phù hợp với những cái kết quả kinh doanh mà nó đã đạt được ở trong quý 1 năm 2024 anh chị. Còn hiện nay ở trong quý 2 thì nó đã có sự cải thiện hay là có những cái biên lợi nhuận khác từ những cái hoạt động uh, kinh doanh được hồi phục anh chị. Hoạt động kinh doanh uh, cốt lõi dần được hồi phục thì chúng ta thấy là sau những cái đợt uh, covid hay là những cái công trình mà bị uh, hạn chế hay là tạm dừng thì bắt đầu uh, trong năm 2024 thì các hoạt động nó bắt đầu hồi phục trở lại từ đó sẽ tạo ra những cái doanh thu lợi nhuận uh, bền vững hơn. Ngoài ra thì công ty GX này cũng đang có hoạt động mà à, thoái vốn anh chị. Chúng ta thấy là triển vọng lợi nhuận đột biến từ khoản thoái vốn năng lượng và gách đã chốt thoái vốn toàn bộ mảng năng lượng do gách GX và GE nắm giữ cho các đối tác xem và ban uh, lãnh đạo là chia sẻ là kế hoạch này sẽ hoàn tất vào uh, quý 2 năm 2024 và chậm nhất sẽ là quý 3. Từ khi đó là những cái uh, lợi nhuận hay là những cái doanh thu sẽ được hoạt hạch toán vào trong kết quả kinh doanh thì rất là lớn anh chị để anh chị có thể là cập nhật được những cái báo cáo chi tiết thì anh chị có thể là inbox theo số điện thoại em có thể trên góc màn hình anh chị thì em sẽ gửi cho anh chị em những cái báo cáo chi tiết mà anh chị có thể là nghiên cứu và chúng ta thấy là cái công ty mà chứng khoán việt công banh thì nó đã đưa ra những cái mức khuyến nghị rất là tiềm năng đối với cổ phiếu gx hiện nay thì chúng ta thấy là cổ phiếu đang giao dịch ở những mức 22.8 anh chị và cổ phiếu đang được khuyến nghị ở giá mục tiêu là 28.5 tương đương những mức lợi nhuận là khoảng 30 phần trăm thì để công ty chứng khoán đưa ra được những khuyến nghị như vậy thì chúng ta phải là cổ phiếu nó đang có doanh nghiệp nó đang có những cái kết quả kinh doanh hiện tại nó tốt dần lên cũng như là những cái triển vọng ở trong quý 3 và quý 4 nó sẽ khởi sắc anh chị từ khi đó là những khuyến nghị này sẽ có những cái giá trị hơn Uh, ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng uh, đi theo về những cái mặt đồ thị phân tích kỹ thuật. Thì anh chị đã thấy là trong những giai đoạn vừa qua từ những cái đợt giảm mạnh ở trong uh, tháng 4 năm 2024 thì cổ phiếu đã có những cái đà dần hồi phục trở lên. Nhưng mà đây theo em đánh giá nó chỉ là những cái đà phục tự nhiên thôi, nó chưa quá là mạnh mẽ khi chúng ta thấy là chưa có sự tham gia của dòng tiền. Nhưng mà ngoài ra thì chúng ta thấy là cái lượng nhà đầu tư bán ra thì cũng không quá lớn thì chúng ta có thể thấy thấy là thể hiện hết ở trên đồ thị thì chúng ta đánh giá đây là những cái vùng vận động tích lũy rất là tốt của cổ phiếu GX có những giai đoạn mà trước đó nó lấy lại ở trên những vùng hỗ trợ nhưng mà chúng ta thấy là cái giai đoạn mà điều chỉnh của thị trường thì cổ phiếu này nó cũng không nằm ngoài cái sự điều chỉnh thì có những lúc mà cổ phiếu nào đã gãy lên rũ bỏ và thủng những cái vùng hỗ trợ rồi 22.5 và nó đang xuyên vào cái đám mây nhưng mà chúng ta thấy là ngay sau đó nó đã cân bằng được khoảng 4 năm phiên ở dưới những cái vùng mà 22.2 này và trong phiên ngày 1 tháng 7 thì cổ phiếu nó đã bắt đầu có những tín hiệu tạo đáy thì chúng ta có thể thấy trên những cái đồ thị tạo đáy ở trên công cụ của em thì nó đã cho tín hiệu bạch tuộc tạo đáy vào những ngày đấy mùng 1 tháng 7 anh chị từ bắt đầu vào những ngày tín hiệu tạo đáy thì cổ phiếu nó dần dần nó bứt phá và nó đi uh, lấy lại những vùng hỗ trợ 22.5 và hiện nay cổ phiếu đang giao dịch ở vùng 22.8 anh chị cũng khá là tốt hai phiên đóng cửa ở trên vùng hỗ trợ rồi thì ở đây cũng là xác nhận cho cổ phiếu là đang ở vùng khá là an toàn được hỗ trợ bởi đám mây và giao găm anh chị ngoài ra thì có những tín hiệu khác như là những cái đường MACD chúng ta thấy là những cái đường tín hiệu hay là những đường MACD nó bắt đầu bẻ cong dần và nó đang đang có chiều hướng mà uh, nằm trên những đường số 0 thì đây cũng là một tín hiệu mua sớm đối với cổ phiếu GX anh chị. À, để chúng ta thấy là nhóm ngành điện thì nó đang có những tín hiệu khá là tích cực mà chúng ta có thể kể đến là cổ phiếu POW. Đó thì nó đã có những đợt tăng giá rất là mạnh từ những cái lên 11, lên nay cũng là 15 rồi. Nếu anh chị em là mà đầu tư được cổ phiếu này vào những giai đoạn đầu thì hiện nay cái mức lợi nhuận của chúng ta cũng tương đối là tốt rồi. Thì cổ phiếu GX theo đánh giá là những dạng đồ thị cũng tương đối là giống cổ phiếu bao nha anh chị ở cổ phiếu bao này giai đoạn trước thì có những giai đoạn mà nó đi cũng khá là chắn à, là nhà đầu tư và khi đó lại cũng có một nhịp rũ anh chị một nhịp rũ mà thủng hoàn toàn lại hỗ trợ và sau đó nó cũng có những phiên dần dần đi ở lên và lấy lại những vùng cân bằng vùng hỗ trợ và ngay sau đó chúng ta thấy là khi cái thanh khoản nó vào anh chị thì cái cổ phiếu này nó thay đổi trạng thái hay là nó tiến đến những cái mức tăng hoàn toàn thì uh, cổ phiếu gạch thì em cũng đang rất là kỳ vọng nó sẽ có những cái giai đoạn mà uh, đi theo những cổ phiếu như là POW anh chị. Hiện nay thì cái yếu tố chúng ta đang chờ đợi quan trọng nhất đó là yếu tố về dòng tiền anh chị. Chỉ cần chúng ta thấy là gạch nó có một phiên dòng tiền vào tương đương với phiên ngày 22 tháng 3 thì chúng ta thấy là cổ phiếu nó sẽ có một cái sự thay đổi rất là lớn anh chị. Chúng ta thấy trên mặt đồ thị thì chúng ta thấy là hai kiếm hay là hai dao này đang hội tụ ở những vùng mà quanh hai ba này rất là lớn mà trong những giai đoạn trước thì chúng ta thấy là không hề có những sự hội tụ chặt như vậy thì chính tỏ là giai đoạn trước nó tích lũy chưa là quá chặt và chúng ta thấy là đó hai dao này vẫn cách xa kiếm đó, giai đoạn này cũng hai dao cách xa nhưng mà giai đoạn này chúng ta thấy là hai kiếm nó đã hội tụ vào những cái giai đoạn mà từ ngày 16 tháng 5 rồi đến nay là 7 tháng 7 thì nó được gần hai tháng rồi, anh chị một cái sự tích lũy tương đối là chặt thì hoàn toàn là chúng ta chúng ta có thể vào mua cổ phiếu gách ở ngay vùng từ 22.5 đến vùng giá hiện tại nhanh chị và chốt uh, lời của chúng ta sẽ là ngắn hạn là sẽ vùng đỉnh này 25 tương đương với khoảng là những mốc lợi nhuận là 9% như em có để ở trên cái phần thăm leo còn hoàn toàn là chúng ta cũng có thể là kỳ vọng những cái target về trung hạn uh, target về trung hạn thì chúng ta sẽ xem đồ thị cung tuần nhanh chị à, target các bạn chúng ta thấy là vùng 2930 đang là những cái vùng cản mà giao cam một không tuần thì nếu anh chị em mà mua cổ phiếu hôm nay thì hoàn toàn chúng ta cũng phải là target đâu đó loanh quanh 30 phần trăm anh chị đó chúng ta thấy là nếu mà nhìn đồ thị khung tuần thì chúng ta thấy là nó đi vận động tích lũy tương đối là chặt nó bám ở bám mây hay là nó vận động trên những cái vùng giao găm 20 này mà chưa có một lần nào mà nó gãy đi những vùng hỗ trợ tuần à có giai đoạn này nó gãy đi tuần nhưng mà sau đó nó lấy lại được ngay đó thì yếu tố quan trọng nhất là chúng ta thấy là cổ phiếu gách này nó phải cần có thanh khoản nhưng mà anh chị hoàn toàn có thể tham gia được rồi bởi vì bây giờ nó đang cho cái điểm mua mà nếu bây giờ anh chị phải tham gia trước một phần để lấy vị thế còn nếu mà chẳng may chúng ta thấy là cổ phiếu này sai thì những cái mức cắt lỗ của mình không quá là lớn anh chị chúng ta nếu mà cổ phiếu này sai mua sai thì khi nó mất đi những vùng 22 Chúng ta hoàn toàn có thể cắt lỗ đâu đó chúng ta mất khoảng 3 phần trăm anh chị những cái mức uh, lỗ là ba phần trăm nhưng cái lợi nhuận ngắn hạn là 9 phần trăm trung hạn là 30 phần trăm thì hoàn toàn là chúng ta có thể là cược được trong giai đoạn hiện nay của thị trường nha anh chị. Thì uh, thị trường hiện nay thì nó cũng đang rất là phân hóa anh chị nên chúng ta phải ít nhất là phải chọn được uh, những cổ phiếu nào nó nằm trên hỗ trợ. đó Chúng ta thấy tín hiệu MACD rồi những cái công cụ nó đều báo cho chúng ta những cái điểm mua để cổ phiếu nó có điểm mua mà chúng ta đang quan sát theo dõi thì chúng ta phải nhảy vào ngay còn để nếu khi mà đã đi quá những điểm mua hay là nó những coi cây lến mà nó tăng 6 đến 7 trăm thì mua ở những dạng cổ phiếu này thì nó sẽ không phải là những cái điểm mua đẹp nữa rồi Ok nếu anh chị em mình mà đang theo dõi video này thấy những cái phân tích hay là những cái khuyến nghị của em về cổ phiếu gách à, hay hay là có thể là mang được đến hiệu quả của cho anh chị thì anh chị có thể ủng hộ em bằng những lượt uh, like hay là những nút đăng ký kênh anh chị hoặc là nếu anh chị yêu thích hay là có những cần những công cụ hay là những cái phương án đi tìm những cổ phiếu tốt hay là để khuyến nghị uh, những cổ phiếu mà mang lại lợi nhuận cho chúng ta trong giai đoạn sắp tới thì hãy liên hệ với em Huynh qua số điện thoại ra lô mà em để trên uh, góc màn hình anh chị uh, kính chúc anh chị có những uh, lợi nhuận tốt khi đầu tư vào cổ phiếu GX anh chị 拜拜。Bye bye.